Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft. Ui, mình đang ở đâu vậy nè? Ở đây chỗ nào mà có nhiều người thế nhờ? Hello, anh có biết em là ai không ạ? Anh gì đây? Không, mình không hề nhớ chỗ này là chỗ nào nữa rồi các bạn ạ. Này có phải nhà của mình không vậy ta? Chào, ở đây có nhiều giường quá nè. Ở đây có gì đây? Đồ ăn hả? Một mảnh ký ức. Làm sao để mình sử dụng cái này được nhờ? Ký ức đã được hồi phục. Minecraft là cái gì? Ok, chúng ta đang chơi Minecraft. Đây là anh Nhân Làng. Anh Nhân Làng trong đây đổi đồ các bạn ạ. Ok, chúng ta đang chơi Minecraft. Vậy thì mình phải làm cái gì đầu tiên nhỉ? Khó nhớ quá. Ok, chúng ta có thể đập được cái block này. Vậy thì để mình xem coi mình có thể làm được cái gì nào. Bàn chế tạo. Đúng rồi. Chúng ta có thể làm được bàn chế tạo. Mình nghĩ mình phải chế tạo cái gì? Nó cũng ra đồ nè. Chúng ta có một cái cúp này các bạn. Cái cúp này làm được cái gì? Không ngờ Minecraft lại có một cái cúp xịn như vậy. Để xem mình còn cần cái gì nữa không á ta. Chúng ta sẽ cần một cái vũ khí hả? Chúng ta sẽ làm như thế này đúng không? Đúng rồi. Chúng ta ra được một cái cây pháo. Hay quá. Trời mưa các bạn nhìn to thế. Chúng ta hãy đi ngủ một giấc coi nào. Chào các bạn, đây là mình đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con game hoàn toàn mới mang tên là Zone Zero. Ê, ba cái chữ Z giống giống tên của mình á. Chứ kể game này là một game của nhà Hollywood nữa các bạn ạ. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn con game này có gì. Với lối chơi combat cùng cơ chế parry và nhịp độ game nhanh quá thích hợp cho một người chơi như mình. Với một cái giao diện mang đậm tính chất anime, thì với mình là một fan anime chân chính, mình không thể nào bỏ qua được. Ngay xưa tới giờ mình vẫn thích cốt truyện của những tựa game nhà Hollywood. Game này được lấy bối cảnh từ viễn tưởng tương lai sau hậu tận thế. Chúng ta sẽ vào vai Proxy, một trong những người còn sống sót lại khi thế giới bị các thực thể Enteril tàn phá. Chúng ta sẽ bắt đầu viết lại một câu chuyện cho nơi này. Ngoài lối chơi và cốt truyện thì các nhân vật trong game cũng là điều mà mình rất là thích. Với đợt này, nhà Hollywood sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái nhân vật. Các bạn có thể xây gacha với Ellen Joe là một nhân vật 5 sao đầu tiên của game. Và nhân vật này cũng hơi bị limited đấy nha. Nhân vật của chúng ta sẽ có lối chơi đứng sân và khả năng gây sát thương bằng băng cực kỳ ấn tượng. Tiếp theo là Dung Doan, nếu nhân vật cảnh sát 5 sao có lối chơi lả lướt cùng với những cái khả năng sốc sát thương. Đây là một điều mà mình rất là thích. Và cuối cùng là một nhân vật 5 sao khác, Legion. Nhân vật này sẽ có lối chơi làm cho kẻ địch bị choáng rất là nhiều lần. Các bạn có thể phối hợp cùng với những người đồng đội để tạo ra những cái combo liên hoàn và gây được nhiều sát thương nhất. Vì là game này mới ra mắt, vậy nên sẽ có rất là nhiều những tài nguyên quý. Khi các bạn tải game, các bạn sẽ nhận được 20 băng gốc, 5 popon, một người đại diện Corin và 30.000 Denny. Nếu các bạn hoàn thành trải nghiệm ban đầu, thì có thể nhận miễn phí 100 lần quay và 80 popon nữa. Chưa kể là còn có thêm nhiều phần quà giá trị khác. Ngoài ra, các bạn sẽ còn có thể đi được những cái sự kiện offline. Vậy nên, hãy tham gia thế nào? Link tải game mình sẽ để ở phần mô tả hoặc phần bình luận của cái video này. Rồi, quay trở lại video nào. Tỉnh dậy quá, thật tuyệt vời, trời sáng rồi. Chúng ta có thêm một mảnh ký ức nữa. Lần này chúng ta sẽ làm cái gì đây? Ký ức đã được phục hồi, xây dựng. Yeah, đúng rồi nhờ. Đây không phải nhà của mình, chúng ta còn phải xây nhà, đúng không nào? Đây là đất, vậy thì mình sẽ sử dụng đất để có thể xây được một cái nhà cho mình. Yeah, đây rồi, một ngôi nhà có hai cái cửa chỗ này, một cái lối đi vào. Yeah, xong cái nhà rồi. Mình thấy có con gì đó đằng kia. Xin chào, em mặc đồ xanh, hello. Ok, tại sao bạn đánh mình? Anh bạn xanh nhỏ nữa, chết này. Đây là người xấu, đây là người xấu. Con này đang cầm một cái món đồ hồi nãy của mình, nó sẽ giúp cho mình có lại ký ức. Còn con cầm cái mảnh ký ức của mình, chiếc đó nè. Đây rồi, chúng ta lại có thêm một cái mảnh ký ức nữa. Sử dụng coi nào. Lừa đảo, Nhân Làng. Nhân Làng, còn Nhân Làng khác nào rồi? Cái gì thế đây nè? Sao cả Nhân Làng cháy vậy nè? Ôi không, có ai đó vừa mới ở đây thôi. Đây rồi, ở đây có một vài cái anh khác. Anh như vậy bắn mình đi vậy? Đây không phải người tốt à? Ok. Đây chính là người đã tiêu diệt cái làng đúng không? Mẹ bơi, cho mày chết này. Chúng ta sẽ bỏ về cái làng này. Cho mày chết đây này. Cho chết này. Úi dồi, chạy. Máu màu đỏ. Rồi xong luôn. Mọi thứ đã biến mất. Anh người sắt còn chết nữa. Chúng ta có được thêm một mảnh ký ức nữa nè. Giáp và dụng cụ nâng cấp. Trong Minecraft các bạn còn thể chế tạo ra được giáp nữa. Dụng cụ để làm được cái gì? Chúng ta có được một cái dụng cụ mới nè. Trong Minecraft có cái búa. Và cái búa này có tác dụng gì? Có thể đạp xuống ở dưới đất hả? Chúng ta có thể chế tạo ra được thêm thức ăn. Và sử dụng bọn người xấu bên ngoài để có thể thử nghiệm cái búa này nào. Hay quá vậy. Mày nè, con bộ xương thúi, để có thể chế tạo ra được bộ giáp. Chúng ta sẽ cần tìm nguyên liệu cái đã. Không biết con này có thể cho mình được đồ không ấy nhỉ? Lóng, có thể nó sẽ chế tạo ra được bộ giáp. Đánh nó.
nguyên liệu là đây chứ đâu nữa. 12 cộng lông rồi, bây giờ mình có thể chế tạo nó thành cái giáp được không? Ồ, được nè, một cái cánh. Ồ, chúng ta có một cái cánh các bạn ạ. Ồ, tôi thấy có vài anh dân làng bị bắt ở đây nữa rồi các bạn ạ. Yeah, đi vào thôi nào. Ồ, tụi này đông dữ, tụi này đông quá các bạn ơi. Cần lại cái này. Yeah, ai lên. Giải cứu. Trời ơi, đông quá. Bay thêm lần nữa. Cho ba lên cao luôn. Yeah, hạ được một đống người rồi. Ok, yes, chúng ta làm được rồi. Còn ai không? Ồ, con bé không rồi. Wow, những cái trụ nhà của tụi nó có cái gì ở phía trên kìa. Chúng ta có thể ấn vào cái nút này thử coi nào. Hello. Oh, cái tiếng gì đây? Oh my god. Đây là cách để phá chỗ của tụi nó. Ở đây cũng có thêm cái nút nè, chúng ta phá nó luôn thôi, chứ còn gì nữa. Chạy xa ra. Cái nổ lớn lắm. Oh, wow, nổ hết rồi. Có vẻ như những anh dân làng đã có thể sống sót qua được rồi. Để mình vào đây xem coi nó có gì trong đây không nhỉ. Không có gì hết. Oh, nó có một mảnh ký ức nữa. Chúng ta có thể sử dụng mảnh ký ức này và địa ngục. Mình nhớ được rồi, trong Minecraft chúng ta có địa ngục nữa các bạn ạ. Được làm từ cái cổng màu tím thì phải. Thấy rồi, chúng ta vẫn còn thiếu những cái cục màu tím để hoàn thành cái cổng này. Qua đây xem coi. Tụi nó còn quá trời hát chuyện thật đây nè. Để mình coi cái cổng nó nhìn như thế này đúng không ta. Chúng ta có một cái cổng địa ngục nè. Yeah, mình có cái cổng địa ngục trước cả tụi nó nữa. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái cổng hoàn thiện và đi vào bên trong hướng tới địa ngục thôi. Chúng ta đi vào một cái gì đây? Một cái pháo đài kinh khủng. Ôi, một cái pháo đài hả? Chúng ta có vàng, yeah. Đi vào vòng pháo đài coi. Mười sáu. Chặn lại. Ui, một người sáu này mạnh quá. Chết này, yeah. Một con nữa. Ôi. Yeah, tuyệt vời. Chúng ta tiêu diệt được hết cái đám quái vật này rồi. Còn gì nữa không nào? Nhìn con này nó nguy hiểm hơn cái con màu trắng á. Nó rớt cái gì đây? Một cây kiếm bằng đá. Chúng ta cam. Yo. Nó quăng cái gì? Chạy. Ok, nó quăng lửa. Con này cũng không phải người tốt. Ok, cảm ơn. Xịn quá các bạn. Yeah. Chết mày nè. Chúng ta có que quỷ lửa. Mình nhớ cái này cũng rất là quan trọng khi mình ở dưới địa ngục thì phải. Ở đây cũng không có đường đi. Chúng ta có thêm một mảnh ký ức nữa. Stronghold, đúng rồi. Để đến được stronghold, chúng ta sẽ cần có được, ngoài que quy lửa ra sẽ còn có một con mắt nữa. Chúng ta cần phải lấy bao nhiêu cái que quy lửa nhỉ? Chắc cỡ 4 cái que quy lửa là đủ ha. Và bây giờ cái mình cần sẽ là một con mắt nữa. Làm sao để biết ở đâu có con mắt nhỉ? Một con quái vật gì đó ở dưới nữa. Xin chào. Đang cầm cái block à? Con này có thân thiện không mày? Màu đen. Một con mắt thiệt nè. Đây rồi. Mình nhớ rồi, đây là cái thứ để giúp mình có thể đến được stronghold. Hình như là nó để như thế này và con mắt ở giữa. Đây rồi, con mắt của địa ngục stronghold. Mình nhớ là stronghold sẽ nằm ở trên mặt đất nè. Vậy thì chỉ cần đi về chỗ mặt đất thôi. Ok, mấy anh đây chấm chạy luôn rồi, mấy anh nhìn lại. Rồi, bây giờ thì mình sẽ có thể sử dụng con mắt này. Đâu đây? Tao trong kẹt ở cùng cái hang rồi. Không phải chúng ta đang đến được stronghold sao? Kỳ lạ vậy nè. Ok, có khi nào nó sai gì không á nhỉ? Ở đây có một cái block lạ. Để coi. Chúng ta tới được rồi các bạn ạ. Đây chính xác là stronghold. Cái cổng ở đâu? Mấy con này sao tấn công mình hoài vậy? Cái cổng. Ồ dè. Cái con quỷ nhỏ xíu này không có thân thiện chút nào cả. Chạy qua. Cái cổng mở sẵn rồi. Đi thôi. Kết thúc. Ok, Ender Dragon, chúng ta cần phải đánh nó thì phải. Thấy con rồng rồi nhá. Làm sao mình có thể đánh được con rồng khi nó cứ bay hoài như vậy chứ ta? Cái cục gì đây? Nó có một cái cục màu tím. Đừng nói với mình là hơi thở của nó nha. Ê, cái này không tốt lắm á. Đừng đụng vào nó. Con rồng đi xuống. Mẹ ơi. Tới đây. Hình như nó được hồi máu các bạn ạ. Hóa ra đây là những cái trụ hồi máu của nó. Bây giờ mình đã biết lý do tại sao mình cần phá hết mấy cái chỗ này mới được. Yeah,
chúng ta đã làm được. Đánh bại được con khổng lồ này rồi. Ê, quá trời kinh nghiệm luôn, quá trời kinh nghiệm luôn. Yeah. Ui. Yo, mình nhớ được mọi thứ rồi các bạn ạ. Chúng ta đã vừa trải qua một cái quá trình nhớ lại toàn bộ ký ức của Minecraft cùng với nhau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video này. Hãy nhớ ấn nút like và đăng ký nha, đừng quên đấy. Và mình mới nhớ ra rằng mình cũng đã từng chiến thắng Minecraft ở trong một cái chế độ rất là kỳ lạ. Chẳng hạn như lấy tay đào đá cũng có thể sử dụng được, hay là sử dụng đá để chế tạo ra một cái bàn chế tạo. Rất là kỳ lạ đúng không nào? Vậy nên nếu các bạn muốn xem video đó, hãy ấn vào video trên màn hình ngay bây giờ để qua đó xem nha. Hẹn các bạn ở cái video đấy, ấn vào đi nào.